Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thêm bí mật động trời của bà Nguyễn Phương Hằng được phanh phui. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng làm cho rất nhiều người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người ta tự hỏi rằng người như bà Nguyễn Phương Hằng có thể tránh việc bị bắt, tại sao bà không làm như vậy? Đằng sau bà Hằng có ai đó đang giật dây bỏ bà vào tù hay không? Bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ có bản lĩnh. Từ thời bà còn là có quan hệ với ông Đỗ Đạt Giang, đàn em của trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam, và cho đến bây giờ bà là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Nhiều người đánh giá bà là phụ nữ khôn ngoan, tuy nhiên việc bà phát hình trực tiếp livestream tấn công người khác như bà đã làm trước khi bị bắt thì không giống với sự khôn ngoan mà bà đã từng có. Ví dụ như đầu tư quốc tịch nước ngoài là khôn ngoan, nhưng không dùng nó để tránh né việc bắt bớ thì không khôn ngoan cho lắm. Đây là hình ảnh thông tin bà Nguyễn Phương Hằng có quốc tịch nước ngoài. Vào ngày 17 tháng 4, các báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch. Tuy nhiên, bà có quốc tịch Việt Nam, nhưng điều bất ngờ là quốc tịch thứ hai của bà không phải là quốc tịch Canada như những lời đồn đoán trước đây, mà là quốc tịch Cộng hòa Cyprus. Như vậy, bà Nguyễn Phương Hằng là công dân nước ngoài. Tuy nhiên, theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc bà Hằng có hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý hành vi phạm tội của bà. Trong điều số 5 của Bộ luật Hình sự, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình tiến hành xử lý. Tức là Bộ luật Hình sự được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là công dân Việt Nam, người nhiều quốc tịch hay người quốc tịch nước ngoài. Như vậy là dù có đầu tư quốc tịch thứ hai thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng không thể nào thoát tội. Trong một số trường hợp liên quan miễn trừ ngoại giao, các cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, đăng ký và ký kết, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng này thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế. Tuy nhiên, bà Hằng không phụ thuộc vào trường hợp này và không được miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Được quy định vào ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị định số 73 CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt. Giả sử trong quá trình tố tụng, Đại sứ quán Cộng hòa Ship muốn thăm hỏi thông tin về công dân của mình trước cơ quan tố tụng thì vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc trong phạm vi ngoại giao, lãnh sự để thông tin mà thôi. Việc quốc tịch đảo Ship của bà được xem là nước cờ khôn ngoan của bà Hằng. Lẽ ra trước khi có lệnh cấm xuất cảnh thì bà Nguyễn Phương Hằng nên ra đi nước ngoài để tránh bị dính vào vòng lao lý. Những năm gần đây, các quan chức nhà nước và những đại gia Việt Nam rất chuộng đầu tư quốc tịch ở quốc gia thành viên châu Âu. Thủ tục khá dễ dàng nhưng chi phí thì hơi cao, với giá lên tới 2,5 triệu đô la. Với những người thuộc dạng đại gia như bà Nguyễn Phương Hằng thì 2,5 triệu đô la là số tiền không lớn. Còn nhớ vào năm 2020, hãng thông tin Asera, hãng tin nhà nước của Qatar đã tung ra một tài liệu mật cho thấy chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Ship, một quốc gia của châu Âu, cho phép các chính trị gia dễ tham nhũng mua hộ chiếu châu Âu. Đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phú Quốc cũng bị đài truyền hình Asera cáo buộc có tên trong danh sách này. Đây là hình ảnh quan chức cũng thuộc rất chuộng mua quốc tịch đảo Ship. Hãng tin này tung ra một loạt bài viết của nhóm điều tra của hãng Asera dựa trên cái tên gọi là hồ sơ Ship, cho biết chương trình hộ chiếu của Ship cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro, tức là tương đương khoảng 2,5 triệu đô la, sở hữu hộ chiếu nước này, đồng nghĩa với việc cá nhân đó trở thành công dân châu Âu, được đi lại làm việc tự do ở 27 nước thành viên của châu Âu và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Phạm Phú Quốc khi đó sinh năm 1968, quê Quảng Trị, từ
từng trúng cử đại biểu Quốc hội của Việt Nam lần đầu năm 2016 khi đang là tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quốc chính là người đã bán khu đất vàng 3.700 m², xưa là ITC bị cháy, hiện là dự án Tower cho Vạn Thịnh Phát. Việc mua quốc tịch đảo Ship nhằm mục đích là hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, xem ra ông Phạm Phú Quốc và bà Nguyễn Phương Hằng không hạ cánh được trên xứ sở này, bởi vì những người này đã bị lộ trong những trường hợp ngoài ý muốn. Họ chưa kịp hạ cánh. Trong nhiều trường hợp thì người tính không bằng trời tính là như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn ở Bộ Ngoại giao, hai ông họ Tô Bộ Công an, tóm cổ hai ông họ Tô tại Bộ Ngoại giao. Cứ nhìn thảm họa là thấy cơ hội kiếm tiền, đó là đặc tính của rất nhiều quan tham tại Việt Nam. Nếu trượt dài theo con đường thất đức này thì có ngày phải trả giá rất cao. Khi dân bị thiên tai lũ lụt, quan chức nào trở lòng tham trục lợi người dân thì đó chính là tội ác trời không dung, đất không tha. Đại dịch Covid-19 cũng vậy, những ai trục lợi trên sự khốn cùng của người dân đều phải trả giá. Xét về luật nhân quả cũng thế, mà xét về luật pháp cũng như vậy. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Công ty Việt Á tại đã thành một liên minh ma quỷ hành hạ người dân ra sao và giờ họ phải trả giá như thế nào thì ai cũng biết rõ. Còn nhớ khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân Việt Nam bị kẹt lại tại các nước trên thế giới. Lúc đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với Vietnam Airlines đã mở những chuyến bay giải cứu. Lựa vào lúc người dân ngặt nghèo nhất, liên minh giữa Bộ Ngoại giao và Vietnam Airlines đã trục lợi của người dân như thế nào, ai cũng phải trả giá, thì người đó sẽ biết sự đắt giá đến đâu. Rất nhiều bà con đã phải bấm bụng mua ra vé đắt cắt cổ gấp 3, 5, thậm chí 10 lần vé ngày thường. Và những người này cần phải trả giá cho hành động của họ trước pháp luật đối với nhân dân như thế. Đây là hình ảnh người đứng đầu của Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm. Chuyện gì đến cũng phải đến. Vào ngày 14 tháng 4, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an lên truyền thông cho biết, ông Tô Hình Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ. Vụ án liên quan đến việc dàn xếp chuyến bay giải cứu của Vietnam Airlines liên quan đến rất nhiều đại sứ quán Việt Nam ở các nơi trên thế giới. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, buộc Bộ Công an phải vào cuộc dù muốn hay không. Vào ngày 27 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Khởi tố vụ án trước để cơ quan điều tra thực hiện việc mở rộng điều tra và sau đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội nhận hối lộ. Ông Tô Anh Dũng, được quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đã bị bắt. Đây là người có chức vụ cao nhất trong Bộ Ngoại giao, đã bị bắt giữ. Và Thứ trưởng thì vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Bùi Thanh Sơn cũng sẽ lung lay. Đấy là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là ngay trước Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Tại Bộ Công an, người có quyền cao nhất chính là ông Tô Lâm. Người nổi tiếng nhất thường hay xuất hiện trên phương tiện truyền thông là ông Trung tướng Tô Ân Sô. Có thể nói việc bắt gì thì ông Tô Lâm cũng bàn với ông Tô Ân Sô và ông Tô Vinh Dũng kỳ này chỉ xoay quanh ba ông công an họ Tô. Tô Lâm và Tô Ân Sô đã chỉ đạo Bộ Công an bắt Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, Trung tướng Chánh văn phòng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Tô Ân Sô thì chưa có tai tiếng gì, tuy nhiên tai tiếng của ông Tô Lâm thì rất nhiều. Ấy vậy mà ông Tô Lâm vẫn bình chân như vậy, còn ông họ Tô ở Bộ Ngoại giao lại bị khởi tố. Tại Việt Nam, quan chức nào cũng có thể bị bắt, vì hầu hết trong họ đều dính dáng với tội hối lộ, tham nhũng. Có điều là họ có bị lộ hay không mà thôi. Đó là lý do ông Tô Anh Dũng bị bắt mà cấp cao hơn thì không sao. Theo Bộ Ngoại giao, từ năm 2020 cho đến nay, Việt Nam đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Như vậy, với việc liên minh giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Vietnam Airlines nâng khống giá vé thu lợi bất chính là khoản tiền cực lớn. Việc phạm tội này xảy ra trong khoảng thời gian dài, khó có thể nói rằng ông Bùi Thanh Sơn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay
vô can. Đây là hình ảnh ông Tô Anh Dũng. Những người bị bắt ngoài ông Tô Anh Dũng, sinh năm 1964 tại Nam Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thì còn có ông Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981, quê tại Thái Bình, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình Bộ Y tế. Ông Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1979 tại Nam Định, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Trước đó, vào tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều số 354 Bộ Luật Hình sự. Bốn bị can bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê tại Hà Nội, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên, Chính văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, sống tại Hà Nội, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Như vậy, các quan chức lớn nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam lũ lượt vào lò vì tham nhũng. Và số lượng này không dừng lại ở đây. Nhiệm kỳ trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Ủy viên Bộ Chính trị an toàn hơn. Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Sơn đang là Ủy viên Trung ương Đảng kém an toàn hơn rất nhiều. Xem ra chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Bùi Thanh Sơn đang rung lắc dữ dội, không biết khi nào thì tới lượt ông.